Chào mọi người nha. Mời mọi người ăn cơm với nhà Quỳnh nha. Hello. Ăn cơm à? Thấy đồ nhậu không? Ăn cơm nha em. Cơm đông đủ. À, nhậu nhậu à. Cả nhà ơi, giơ tay lên chào mọi người nè cả nhà. Ba, ba ngại lắm ba. Vi cũng chào kìa ba. Chào kìa. Đâu, Vi đâu? Vi cũng chào luôn kìa. Ba, trời ơi, em lướt quá à. Chứ mà kệ đi. Cái này kìa, mắm em nó mất tiểu à. Con đang ăn nha cả nhà ơi. Con đang ăn nên hơi dơ nha. Con mèo. Con mèo. Nhắm cái gì ăn? Cái này là chấm cái gì ăn cả đó bận ngư hả? Rồi hôm nay có trứng nướng nè, rồi nè có trứng gà nướng rồi. Có sò huyết ba nè, có bê thui nè, lẩu gà, lẩu gà gì ta, lẩu gà hầm nước bắc, rồi mực nè, cua nè, quá trời đồ luôn, bò sò, cá cam hết lắm nha mọi người. Ngon mẹ ngon kìa, có cua gì vậy? Cua cốm cua cốm, cá cam hấp và có chứ đâu. Cá cam quá trời gà ăn nè. Trời ơi là trời, ăn giọng gì ăn đi ra gì. Ăn ba con nghe con luôn. Đó. Chúng ta ăn cái con này đi. Còn cái sáu con hả? Em ăn con được rồi. Ăn đi ba, chúng ta nướng mọi người ơi. Ăn rồi. Biết ăn nướng không mọi người? Ăn rồi. Anh ăn nghe trên TV coi trời ơi. Mạnh cái gì? Mạnh hồi nãy lên á anh cái anh. Tô bún. Tô bún hay là cái gì? Nửa rồi anh té. Nửa rồi mới chết đó hả? Dữ. Cả nhà nha. Sò đó, sò gì mà bự dưới cô đây. Bụng ơi. Trời, ăn rồi tới miệng. Con này cũng là cũng gì? Cũng bê thôi đó phải không? Dạ, cũng nhiều thứ lắm. Cái này cuốn cá, cam. Phải cũng cá cam à? Cá cá này với lại bò. Chung luôn à? Dạ. Ngon, ngon. Anh không có bỏ phải không? Trời ơi, đất mỡ nha. Kêu ông đi mà chô ông kiếm ra. Ờ. Gì không? Đứa nào ăn chứ đi. Ông đi, ông đi mà chô uống. Ông đi, ông đi. Ông đi mà chô uống. Mì mà xuống nó tạo cho nó. Ôm. Ôm đi nè cháu. Ôm. Ý là chừng nào. Ôm. Để cho người ta múc nước vô. Để là nó nằm đi. Hiểu chưa? Ôm. Ôm. Cá cam uống được không mẹ? Thôi bò chín rồi nè. Ê, chín sao mẹ? Rồi vậy anh tính để chỗ rồi anh vớt cho để đây. Dạ đây còn bự. Đây con ăn mèo thì có cho con. Trời ơi, gắt ra ngoài nó dơ rồi. Dơ rồi, đi vô. Ông đi làm đất. Anh bằng ngươi đó, con anh bằng ngươi mà. Ừ, ông đi làm đất nước. Con đâu? Ông đấy mà đợi nước là dữ. Ông đi, ông đi. Má con này nó mập quá. Ông. Mặt con dơ rồi đó. Mẹ mà ai bằng ai cũng mũng miệng. Mà tìm ơi. Tức nha. Mà tôi đi rồi ốm lại liền. Căng quá à. Căng quá. Tình hình này căng rồi đó. Vỗ mà cho béo đã rồi đi. Dạ em đang làm tốt. Hay là phải bồ đeo đeo quá đang không? Xin lỗi em chịu không nổi. Em đi sớm anh ba ơi. Ông đi nè cháu. Thấy mày thái nàng mực này mà nó làm ví dụ ấy. Ông đi nè cháu. Tụng sơ bằng cái gì à? Tụng sơ bằng cái gì á? Tụng thái. Tụng thái á. Thấy nó ăn vô em giả mày. Cá đó chút gan là mày hấp lại. Mà cái thằng đó nó ăn cái con ghẹ sắm kìa. Nó chấm cái giống gì, nó cặp cái gì, nó ăn là rụm. Nó ngồi anh. Nó ngồi anh trên cái thuyền mà rắm này nè dơ bò lắm nước không cho. Tình này cho anh. Ừ, nồi xả vô phường. Chưa củ sen. Đó nè. Củ sen đó hả? Cái nâu nâu em tưởng với bà Ngư chứ anh ta. Dạ, con bà Ngư đây. Em ăn chút nào. 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 Chút nào.
Vừa ăn không? Anh Niên chắc là anh với nó hơi sao? Tại vì ba cái me của mẹ nhào ấy. Uống nước. Cái này hả? Cái này anh cho anh khỏi Niên đi chăng? Thì anh đâu có Niên nhiều đâu. Bỏ vô miếng đường thôi là được. Miếng đường một hộp. Quỳnh chín gì Quỳnh đây Quỳnh, từ từ Quỳnh. Bạn tám nè, bạn ngọt bạn tám. Bạn ngọt bạn tám nè bạn. Món không? Không. Ăn nãy giờ tuyệt vời. Món không? Món không? Món không? Ủa gà, thêm chân gà, gà đây gà gì? Lúc đảo. Món không? Món không? Món không? Đảo của anh. Em mua mà không phải. Cái thi đó cũng nãy thi con đầy mà. Trời ơi. Đi đi con gà đi anh ba mới làm cho con. Vậy thì 8 giờ ăn cơm nó tươi như được. Tưởng đâu. Hồi 9 giờ nó buồn chuyện gì hả? Ừ đúng mà. Nhất bự đó chuyện này gà anh Thảo con mà. À từ nữa. Gặp Thảo con á. Gặp bà Thảo con á. Gặp bà Thảo con á. Gặp bà Thảo con á. Cá cho em đi ngủ trên trong luôn. Cá gì nhiều vô nha, quấn cá nhiều vô. Cá hơn được chứ, cá gì cái này là em hết luôn á. Cá à, cái gì chứ em hết luôn á. Làm gì chứ cá này ngon mới dài dài nữa. Cái gì á, lấy cái đũa đảo đảo xuống mình. Cửa mà. Nó sửa còi đó cha. Cửa hả? Đấy, vô cửa. Chuột cắn gì mà giống như cắt cắt. Ngọc liệm luôn. Không không. Không không. Mà chuột cắn gì mà không có. Cắn sao mà cực nào. Cắn nó không có nhạy một miếng luôn. Đồ, bé Vy giỏi ta. Cười. Cha nhìn là biết rồi. Hôm bữa ở trong trên nhà để em ăn lẩu. Đi qua đây ngồi nè. Bánh đi rồi kia đi qua đây mua mua cho chị bà. Là chào chị có nữa hả? Đi đây. Rồi đồ dầm đi qua đây ngồi cho dễ nè. Hả? Em tôi giờ ở chỗ. Sao? Đi có qua đây ngồi. Rồi chứ nghe rồi từ lần này. Người cháu gì ăn đi để ngồi rồi bỏ. Còn phải trang không? Không nhìn muốn mình. Đừng coi mà chừa đây chừa cho ốc đi chừa cho ốc ốc chứ còn ốc gì ốc heo chứ còn ốc thì cha cũng có ăn rồi ốc heo đi hả chứ đi ăn ốc heo đi để chừa cha đi cha dễ ăn á cha ăn để ốc heo là mày kinh tao dữ lắm rồi gửi đi em biết mày nói không? Có gặp em cảm nhận nó không có ai ở chơi với con hương hào thiệt bọn ngư là ăn anh thấy là ăn hương hào mình đi mấy rồi bây giờ biết không con bà ngư nhà cũng ngon hơn thật ngon hơn mà... Nó giống như cái ấy nữa cái gì cái gì cái gì dùng nó là cái gì đó. Từ lâu nè em. Để dưới miệng kê nhắm cái là cái giữa. Đây nè. Đây. Wow. Dở lên kê. Ok cái lon bia. Ơi em kê này được không? Được. Quá trời quá trời mồi. Giờ tấn vô giữ rồi cái gì? Tao bệnh luôn mày. Tái còn được không? Tái. Trẻ tái nóng vậy? Thì con ăn tái vừa thôi. Ăn đi. Tái mọi người.
Chín mình nữa ăn đi. Này chín mình nữa. Hấp dạ. Có gì của mình đấy. Quá như đi mà thành người ta đấy.